ngày nay có không ít người để truy cầu sự nổi tiếng, tiền tài, tình yêu mà sử dụng các loại tà thuật như nuôi cua man thông, bùa ngải, thờ cúng thỉnh về những hình tượng của các loại cáo, chồn, quỷ rắn để triệt hạ đối thủ, truy cầu danh lợi tình cho bản thân. Nhưng họ lại không biết rằng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Những ai sử dụng tà thuật để truy cầu lợi ích thì trước sau cũng sẽ chịu báo ứng thảm khốc. Do đó chủ đề mà Tinh Hoa TV sẽ nhắc đến hôm nay hy vọng có thể cảnh tỉnh thế nhân, chớ vì muốn đạt được những lợi ích nhất thời mà tự rước lấy tai họa. Ẩn đố về miêu cương cổ thuật, dùng tà thuật hại người lại hại chính mình. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Cuối thời Thiếu Hạo Đế, đạo đức tộc người Cửu Lê trở nên bại hoại. Họ vốn là con cháu của Si Vu, có năng lực câu thông trực tiếp với thần. Người nam xưng Hịch, người nữ xưng Vu. Tương truyền rằng tộc Cửu Lê tín phụng Vu giáo, lợi dụng thời thế loạn lạc, tộc Cửu Lê nổi lên làm phản, nhưng rốt cuộc đã bị Nghiêu, Thuấn, Vũ đánh bại. Tàn quân sống sót lưu tán tứ phương. Tộc Miêu ngày nay chính là truyền nhân của tộc người Cửu Lê thời đó. Người Việt thường gọi là người Mèo, Mán hoặc Hờ Mông. Họ chủ yếu là phân bố tại các khu vực của Trung Quốc như Hồ Nam, Quý Châu, Hồ Bắc, Tứ Xuyên. Ngoài ra ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á như Lào, Thái Lan cũng có dân tộc Miêu. Họ rất giỏi dùng vu thuật, trong đó có luyện cổ. Nói một cách đơn giản, luyện cổ chính là bắt 100 con côn trùng cho vào bình đựng. Những con côn trùng này là những loài độc như rắn, rết, bò cạp, cốc, nhện. Người nuôi không cho chúng ăn, để chúng đói mà ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Con duy nhất sống sót hút vào thân tất cả chất độc của những con còn lại. Nó được gọi là cổ trùng, có thể dùng để đoạt mạng và thao khống tâm trí người khác. Những người phụ nữ dùng cổ trùng trong truyền thuyết, nếu thấy nam thanh niên nào ưng ý, sẽ thả cổ trùng để người này phải yêu mình say đắm, bất kể người đàn ông đó có gia đình hay chưa. Họ sẽ để người đàn ông quay về nhà thăm vợ con, nhưng phải trở về bên họ vào đúng thời gian quy định, nếu không sẽ bị chất độc phát tác đến chết, bởi chỉ có người thả độc mới có thuốc giải. Nhưng không phải tất cả người Miêu nào cũng đều có thể hạ cổ trùng. Dân gian phân người Miêu thành hai loại là Miêu xanh và Miêu đen. Trong làng, người Miêu phần lớn là người Miêu xanh. Họ đều biết làm thảo dược trị bệnh. Còn người Miêu đen được cho là những người có thể hạ cổ trùng, nhưng chỉ có bộ tộc cổ Miêu mới giỏi dùng cổ trùng. Không ai dám đắc tội với tộc trưởng của tộc cổ Miêu. Đến ngày nay, tộc Miêu lại phân thành hai dạng người là Sinh Miêu và Thục Miêu. Sinh Miêu chỉ những người không bị hán hóa, dường như cách ly với thế giới bên ngoài. Còn người Thục Miêu thì ngoài việc vẫn bảo lưu cách ăn mặc bên ngoài ra, các khía cạnh khác đều giống như người Hán. Vì điều này nghe rất huyền hoặc nên có người không tin, cho rằng chỉ là truyền thuyết. Tuy nhiên, một cô gái người Thục Miêu tên Nam Nam đã thuật lại những gì cô đã gặp và nghe lúc nhỏ. Ban đầu vì đã bị hán hóa nên cô cũng không tin vào cổ trùng, dù cho bà nội và bà ngoại của cô đều là những người Sinh Miêu. Đến năm 10 tuổi, đích thân Nam Nam đã trải qua một sự việc thập tử nhất sinh. Cô bị một bà lão hạ cổ trùng vì tội ăn trộm dưa. May mắn là bà ngoại cô phát hiện sớm và tìm được bà lão để xin hóa giải, Nam Nam mới giữ được mạng sống. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa là gì so với câu chuyện mà Nam Nam được bà ngoại kể dưới đây. Dùng tà thuật gặp quả báo. Nhà bà ngoại là thôn trang của Miêu Trùng Đức Hán. Ở đó có một cô gái rất xinh đẹp, là bạn tốt của bà ngoại Nam Nam. Cô gái này có trình độ bắn cung rất giỏi, tửu lượng cao, giống như các cô gái người Hán. Rất nhiều người ngưỡng mộ cô, nhưng cô không ưng ai cả. Một lần cô cùng cha đi bán đồ da, sau khi về nhà bỗng nhiên có biểu hiện bất thường hay thất thần, một mình uống rượu, một mình lên núi. Một thời gian sau, cô gái lại cùng cha ra khỏi làng đi bán đồ da, nhưng khi trở về chỉ thấy một mình người cha, còn cô gái thì mất tích,
3 ngày sau mới xuất hiện. Từ đó trở đi, cô thay đổi rất nhiều, không còn cùng cha lên núi mà thường đi ra khỏi làng vài lần. Sắc mặt cũng ngày càng tệ, còn thường xuyên uống rượu đến say khướt. Một thời gian sau, bụng cô gái ngày một lớn, chuyện không chồng mà chữa là điều kinh thiên động địa ở làng Miêu, buộc phải thực hành theo gia pháp. Nhưng người Miêu vốn thuần phát, họ chỉ yêu cầu cô gái nói ra tên của cha đứa bé, sẽ không trừng phạt mà gả cô tới làng đó. Tuy nhiên cô gái vẫn không nói một lời, dân làng đành phải dùng gia pháp để trừng phạt. Sau này cô gái có kể với bà ngoại Nam Nam rằng, không phải cô không nói mà cô cũng không biết. Khi đó có bà cốt của làng, là người rất có địa vị trong tộc Miêu, tới giải quyết sự việc. Bà cốt sau khi tới gặp cô gái, vừa nhìn cô một cái thì nói, không đúng, sự việc không đơn giản chỉ là như vậy. Sau đó bà cốt hỏi cha của cô gái rốt cuộc ở chợ đã xảy ra chuyện gì, đã gặp những ai. Một lúc sau, người cha chợt nhớ họ từng gặp người Miêu đen, tất cả có 3 người và con gái ông từng uống rượu với họ. Bà cốt cho biết cô gái có thể đã trúng bùa trùng hoa đào, hơn nữa chưa tới 2 tháng lại trúng thêm bùa trùng tâm. Trúng cả 2 loại bùa này thì không ai có thể giải được. Bà cốt yêu cầu tìm một số thanh niên khỏe mạnh cùng mình đến làng của người Miêu đen để tìm hiểu sự việc. Sau khi bà cốt trở về, cô gái tỏ ra quan tâm hỏi, bà cốt à, anh ấy thế nào rồi? Bà cốt nhìn cô gái hỏi, anh ta đã hạ bùa trùng hoa đào với cô có biết không? Cô gái nói, lúc đầu cũng không biết, chỉ cảm thấy luôn có người kêu gọi. Cô luôn mơ thấy một người nói với cô hãy đi tìm anh ta. Bà cốt lại hỏi, vậy tại sao cô còn tự hạ bùa trùng tâm chính mình? Cô gái cho biết, người đàn ông ấy nói chỉ cần có thể ở cùng cô, có chết cũng không sợ. Bà cốt nhìn cô gái đầy thương xót, tới lúc này mà cô vẫn còn lừa mình dối người được sao? Có phải cô đang cảm thấy ngực đau, mũi chảy máu? Cổ trùng của cô không báo cho cô tin tức gì ư? Thực ra trùng tâm và trùng hoa đào vốn có chút giống nhau, nhưng trùng tâm là hai bên đồng ý yêu nhau tới chết. Nếu như một bên thay lòng đổi dạ thì hai người sẽ bị trùng tâm cắn chết. Còn trùng hoa đào là lời nguyền một chiều, một khi phá giải sẽ bị cắn trả. Người đưa ra lời nguyền sẽ chết. Tuy nhiên thông thường không ai có thể giải được trùng hoa đào, bởi bản thân họ sẽ không thể nhận ra. Cô gái xuất hiện hiện tượng bị trùng tâm cắn trả, nghĩa là bên kia người đàn ông đã thay lòng đổi dạ. Bà cốt sau đó mang theo hơn 10 thanh niên khỏe mạnh tới chỗ người Miêu đen đòi người. 3 ngày sau, bà cốt quay trở về cùng với một người đàn ông người Hán, có lẽ là cha của đứa bé. Làng Miêu có một số các nguyên tắc được thiết lập thành tập tục. Ví dụ, vi phạm nguyên tắc của làng khác, làng đó sẽ tới đòi người thì không ai được bên vực. Hơn nữa, người tới đòi người ở đây là cổ Miêu, vốn không ai dám mạo phạm. Hóa ra, người đàn ông này từng cứu người trong tộc của họ nên được dạy cho cách dùng trùng hoa đào và còn cho anh ta một cổ trùng, nhưng lại không nói với anh ta về hậu quả của việc hạ cổ trùng. Còn cô gái, khi nói với anh ta muốn hạ trùng tâm, lúc đó anh ta thực lòng đồng ý. Nhưng khi quay trở về làng của mình và biết được sự đáng sợ của trùng tâm, anh ta đã đi khắp nơi tìm người giải trùng. Tuy nhiên trùng tâm không có thuốc giải, vì vậy cổ trùng bắt đầu cắn trả lại. Muốn giúp cô gái giải bùa chỉ có một cách, là để cô gái đích thân giải quyết chàng trai. Quá trình đó rất đáng sợ, nhưng nếu làm thì cuối cùng cô gái sẽ được cứu. Còn không thì cả hai sẽ trúng độc trùng tâm mà chết. Một ngày sau, khi chàng trai chết, cô gái bị sảy thai. Bà cốt cũng đưa hai cha con cô gái đi vào ở ẩn trong một làng ở rất xa và sâu. Trên thế giới có vô số những điều kỳ lạ, và thuật cổ trùng cũng là một trong những sự việc tâm linh huyền bí thực sự có tồn tại. Nó thuộc về một loại vu thuật, là tà thuật do những người có ý đồ xấu lợi dụng các linh hồn thấp ở không gian khác, các loại côn trùng tới để hại người. Trong video Chiến Thần và Phu Nữ, có từng nhắc đến quốc sư Vương Lâm ở Giang Tây. Ông ta từng là thân tín của Giang Trạch Dân. Vương Lâm chính là một trong những người dùng vu thuật để duy trì mạng sống cho Giang.
không chỉ có Giang mà một số ngôi sao minh tinh màn bạc lớn cũng cầu bái Vương Lâm để phát tài nổi danh. Vương Lâm vì làm chuyện xấu nên kết cục chịu quả báo bị hạ bệ, khối tài sản khổng lồ của ông bị tịch thu. Chưa kể khi xuống Hoàng Tuyền còn phải đối mặt với những hình phạt tàn khốc chốn âm ti. Thế gian không chỉ có cổ mà còn có mê hoặc. Chẳng phải có câu cổ hoặc nhân tâm, nghĩa là dùng các thủ đoạn lừa gạt, dẫn dụ để mê hoặc con người, làm xáo trộn tư tưởng con người. Những tham sân si của cổ hoặc nhân tâm đó không nơi nào không có, chúng còn độc hơn cả cổ độc. Cho nên những người bị trúng cổ độc mà chết thì ít, còn những người chết vì tiền tài, sắc đẹp, danh vọng lại càng nhiều hơn.